Hoàng xin chào tất cả các bác nhé. Nếu như nói với những cái cấu hình loa như khoảng tầm 15-20 triệu, trên 20 triệu âm thanh, bộ karaoke hát hay, thì cái chuyện đấy là cái chuyện đương nhiên cũng bình thường thôi. Nhưng với những cái cấu hình, với những cặp loa rẻ tiền, hát bao hay, các bác tin không ạ? Thì đây hôm nay thì thằng Hoàng gửi đến các bác luôn. Thì cái mẫu loa 25 bên em đang thanh lý cho tất cả mọi người đây. Đây là một trong những cái sản phẩm full 25 của Pau, dòng loa ProSound của Ý. Đây là một trong những chiếc loa bát 25 còn lại. Những cặp loa 25 còn lại bao gồm là em còn hai cặp và em thanh lý cho anh em là $3,7 triệu giá em bán tại cửa hàng thôi anh em nhé. Đây là những cái thông số kỹ thuật dòng loa này. Dòng loa này thì công suất nó không yêu cầu quá lớn, anh em có thể là sử dụng cục đẩy trung bình và có thể sử dụng âm ly, anh em vẫn có thể dùng được. Đấy. Công suất tiêu thụ chỉ cần 200 thôi. Đây anh em nha, 3,7 triệu thôi. Cũng như những các cái thiết bị khác cũng được thằng Hoàng sử dụng một chiếc đẩy, một con vang Vina X5 hoặc con vang X5 tương tự đi. Đấy. Một bộ mic anh em nhá. Thì bây giờ là những con đẩy này bán 4,2 triệu này, con vang bán 2,5 triệu này, con mic 3 triệu này. 4,7 nói chung là nó cũng trên khoảng tầm 14-15 triệu, nhưng mà đây là toàn những sản phẩm VIP, sau này anh em có thể là lắp thêm loa được nhá. Con đẩy này thì con đẩy LA8 VF900 em có thể lắp thêm loa được. Và bộ mic này thì dùng lâu dài luôn anh em ạ. Bỏ ra 3 triệu nó có nhiều cái mà nó xứng đáng lắm. Nên là anh em cũng có thể là lưu trữ con này dùng lâu dài, con này lâu dài, con này lâu dài. Loa thì anh em vẫn dùng lâu dài và có thể là thêm nếu như mình cảm giác muốn hỗ trợ thêm một chút nữa để cho nó căng lên chút nữa, là cho nó mạnh hơn chút nữa. Thì anh em có thể là sử dụng cái mẫu thêm mẫu khác nhá. Đây anh em nghe thằng Hoàng test này. Nếu như mua loa thì cứ liên hệ cho thằng Hoàng. Đôi bóng chim trời truyền vào nhau bay mãi, con bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc để ngõ hồn dâng tay tên. Anh là thơ vô quy cách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Mấy mùa trăng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hòn còn ai cố chi. Theo năm tháng hoài mong thương người đi mấy lần đời hồi ấm chưa thấy. Em mới nhớ rằng đây còn có anh những ngày hăng thương nhớ với đầy. Ngày đi người đã hứa toàn những lời trang chứa con hương gió hương mưa. Một tuần một lần thứ kể nghe chuyện sương gió kể nghe. Feel luôn các bác nhá, đẹp luôn, feel luôn, hay luôn nha. Đấy. Làm gì có ông nào bán cặp loa 3,7 triệu chơi nét căng đẹp, tiếng chói chang phơi phới như vậy đúng không ạ? Đấy, anh em nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với thằng Hoàng đi. Dòng loa này là dòng loa loa full 25 chép kèn. Đây, anh em có thể là xem qua đi, em lắp hết vô mất rồi. Lắp hết vô thủng mất rồi sao ạ? Không còn cái chép nào ngoài cả. Đấy. Anh em nếu mà cần chi tiết thì anh em nhắn tin qua Zalo thì thằng Hoàng gửi mẫu cho anh em nhé. Loa này thì không phải lăn tăn suy nghĩ nữa, ok lắm luôn. Thằng Hoàng cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Và xin chào tất cả mọi người.